Vì vậy khi bạn tìm đến đỉnh núi thì là bạn đã nhìn thấy tất cả các quy luật của dòng nước đã chảy từ đỉnh núi xuống chân núi rồi. Và người chứng ngộ chính là người tìm ra cơ chế của cơ chế ra tư duy. Vì vậy họ không cần phải làm hết mọi việc, mà họ chỉ cần tìm ra bản chất của cơ chế ra tư duy. Thế là họ làm xong hết và không phải nhớ cái gì nữa. Dương có đặt câu hỏi: thầy ơi, cho em hỏi, em có thói quen rất thích học và tìm hiểu những cái mới, và càng tìm hiểu thì em thấy dường như mọi lý thuyết cuối cùng đều đi đến một điểm thì phải. Nó giống như tất cả một con đường đều gặp nhau ở đỉnh núi vậy. Thưa với anh, bản chất của một vấn đề thì nó vẫn là một bản chất thôi. Nhưng họ có rất nhiều các ví dụ hình tướng để họ trao đổi. Tôi lấy ví dụ cùng là kinh doanh, là thỏa mãn tâm lý khách hàng, thì có anh lấy ví dụ là trong ngành thời trang, để thỏa mãn tâm lý khách hàng thì chúng ta phải thỏa mãn cái gì? Phong cách, màu sắc, form dáng, không, kỹ thuật may, đóng gói, rồi cách bán hàng. Đó. Thế ví dụ như vậy, rồi là lượng size, ví dụ thế. Nhưng mà cũng là thỏa mãn tâm lý khách hàng. Trong karaoke thì một là phải sexy, hai là phải da trắng, ba phải là cao, bốn phải là trẻ, năm phải là nhiệt tình, sáu phải là hát hay, ví dụ như thế. Nhưng mà cuối cùng thì nó vẫn nằm ở triết lý là gì ạ? Thỏa mãn khách hàng mà thôi, nó có khác gì đâu. Cho nên sai lầm lớn nhất là chúng ta hay chấp vào ví dụ. Thì tôi không để ý ví dụ, mà thường tôi tìm ra cái chân lý gốc, là đằng sau cái ví dụ ấy thì triết lý nó là cái gì, triết lý nó là cái gì. Đấy. Hay là tôi lấy ví dụ thế này, bản chất của trả lương, có nhiều công thức tính lương, thì nó không quan trọng vào công thức, mà quan trọng nhất là cách trả lương mà nó giải quyết được các yếu tố sau. Một, nó đúng về cái giá trị của người lao động, tức là người làm nhiều thì được hưởng nhiều, người làm ít được hưởng ít. Thứ hai, nó thỏa mãn cái việc mà kích thích người lao động. Bản chất là cách trả lương một là phải kích thích người lao động, họ phải lao động hiệu quả hơn. Thứ hai là nếu mà tháng nào mà bần hàn thì họ không bị chết đói, để họ tồn tại với mình, họ cần một cuộc sống để tồn tại với mình mà. Câu chuyện thứ ba là họ được ghi nhận và động viên bằng những đồng tiền thưởng. Vậy thì rõ ràng từ đó bất cứ một quy chế lương nào, nó chỉ là công thức thôi, còn quy chế lương mà nó tác động vào tâm lý của người lao động, mà giúp cho họ có cuộc sống ổn định, giúp cho họ muốn lao động tích cực hơn, và giúp cho họ được tưởng thưởng ghi nhận khi đạt kết quả tốt, thì công thức lương đó là công thức lương tốt. Thế nhưng mà rất nhiều anh là đi học là công thức lương, là chỉ nhớ công thức lương thôi, mà không nhớ triết lý của cái công thức đấy, nó giải quyết tâm lý của người lao động. Vậy thì cuối cùng khi mà anh tìm hiểu đến tận cùng của công thức lương khoán doanh thu, hay là 3T, hay là 3P, hay là khoán chiết khấu, hay là khoán sản phẩm, thì bản chất cuối cùng triết lý nó vẫn cũng giải quyết vào câu chuyện của người lao động, là trả về đúng giá trị của người lao động. Thứ hai là giúp cho họ có cuộc sống ổn định, và thứ ba là tưởng thưởng cho những người mà ghi nhận, những người họ có đóng góp cho hệ thống lớn hơn. Vậy thì rõ ràng là công thức lương nào cũng vậy thôi, nhưng cuối cùng nó giải quyết được 3 vấn đề. Vậy thì công thức nào mà nó triệt để được 3 vấn đề đấy thì công thức lương đấy được gọi là công thức tốt. Còn công thức lương nào mà Tây hay Tàu hay Mỹ mà nó không triệt để được 3 cái công thức đấy, 3 cái yêu cầu đấy thì là thua. Vậy thì nó mới suy nghĩ ra là cái hệ thống tâm lý của cái người lao động của mình ấy, nếu mà nó yếu sinh lý thì phải dùng hệ thống lương nào. Mà những con người của mình họ trình độ cao, họ mãnh liệt, họ khát vọng thì dùng hệ thống lương nào. Thì bài toán cuối cùng là công thức tính lương đã tác động lên tâm lý của người lao động. Thế còn cái công thức bán hàng thì là tác động lên tâm lý của khách hàng.
Vậy thì khách hàng mua thời trang thì tâm lý nó khác khác, khách hàng đi hát karaoke tâm lý nó khác, khách hàng vào quán bia tâm lý nó khác. Nhưng cuối cùng thì bản chất là hệ thống kinh doanh cũng chỉ tác động lên tâm lý khách hàng mà thôi. Vậy bước 1 tìm hiểu tâm lý khách hàng, bước 2 tạo ra những cái giá trị thỏa mãn tâm lý khách hàng, và bước 3 kết nối giá trị. Nó giống hệt nhau mà. Và cái đấy là chính là cơ chế gốc của cơ chế tư duy. Cho nên khi bạn hỏi câu hỏi này thì tôi trả lời luôn, khi bạn tìm lên đỉnh núi chính là bạn tìm về cơ chế gốc của cơ chế tư duy, hay chúng ta gọi là nhất thể. Là nhất thể. Cũng tương tự như vậy, khi bạn phân tích bất cứ một hình tướng của một vật chất gì thì bạn cũng sẽ tìm thấy phân tử, bạn cũng sẽ tìm thấy nguyên tử, bạn cũng sẽ tìm thấy neutron, bạn cũng sẽ tìm thấy electron, bạn cũng sẽ tìm thấy proton. Không có vật chất nào không có ba cái hạt đó cả. Nhưng cuối cùng bạn tìm lại trong electron, proton hay neutron vẫn có hạt quark. Và hạt quark nó chính là bản thể, hay còn gọi là nhất thể. Vì vậy khi bạn tìm đến đỉnh núi thì là bạn đã nhìn thấy tất cả các quy luật của dòng nước nó chảy từ đỉnh núi xuống chân núi rồi. Và người chứng ngộ chính là người tìm ra cơ chế của cơ chế ra tư duy. Vì vậy họ không cần phải làm hết mọi việc, mà họ chỉ cần tìm ra bản chất của cơ chế ra tư duy. Thế là họ làm xong hết và không phải nhớ cái gì nữa. Như tôi cũng vậy, tôi chia sẻ với anh chị, tôi không nói là tôi là người giỏi, nhưng rất may mắn là tôi tìm ra cái cơ chế đấy. Cho nên rất nhiều anh chị mới hỏi tôi là tại sao khi mà hỏi một câu hỏi tôi có thể trả lời được luôn, mà tôi không cần phải suy nghĩ. Mà thực ra trong đầu tôi không phải nhớ cái gì, tôi chỉ cần nhớ đúng cái cơ chế để ra tư duy là xong. Và tôi chỉ cần nhớ đúng cái nhất thể đấy. Cho nên đầu tôi nó trống rỗng à, nó không phải nhớ cái gì cả. Cho nên rất nhiều người hỏi là làm nào thầy nhớ nhiều kiến thức. Vậy thì tôi bảo đỉnh cao của nhớ là không nhớ gì cả, chỉ nhớ đúng cơ chế ra tư duy. Vì vậy bạn, nếu bạn nhớ cả một cuốn sách thì bạn không thể nhớ được. Nhưng nếu bạn nhớ triết lý một cuốn sách mà bạn gom nó lại trong vòng độ khoảng 3 từ hay là 5 từ thì cuốn sách đấy bạn sẽ nhớ cả cuộc đời này. Nhưng nếu bạn đọc 5 cuốn sách mà nó chung một triết lý thì bạn chẳng cần phải nhớ cuốn sách nào cả, thì bạn chỉ nhớ một triết lý là xong. Ok. Vậy thì tất cả các sách bán hàng tôi không cần phải đọc, tôi chỉ đọc vài cuốn và tôi kết luận nó giống hệt nhau. Đơn giản là chỉ thỏa mãn tâm lý của người mua hết. Và sách nào nó viết nó cũng chỉ xoay quanh ba cái chuyện đấy, chỉ có điều ví dụ nó khác nhau mà thôi. Và mọi người thấy tôi chia sẻ trên livestream cũng vậy, bản chất nó vẫn quay về triết lý. Còn cái cách mà tôi chia sẻ và tôi lấy ví dụ ở mỗi hoàn cảnh nó sẽ khác nhau, nhưng triết lý nó là một, nó là duy nhất, nó là bản thể. Đấy, thì chia sẻ với bạn như vậy và bạn đã lờ mờ tìm thấy quy luật của nhất thể rồi đấy. Cảm ơn bạn. Chúc bạn sớm tìm ra nó, và tìm ra nó xong thì mọi thứ đời sống này rất là an lạc, và chúng ta tìm thấy cái cơ chế gốc của cơ chế, chúng ta không chấp vào hiện tượng nữa. Và kẻ nào mà hàng ngày vẫn còn chấp vào hiện tượng nhiều thì người đấy là chưa phải là người đã chứng ngộ về mặt cái chân lý gốc. Tôi lấy ví dụ như là nhìn người ta là đi ăn cắp cái bánh mì chẳng hạn, ăn cái bánh mì chưa chắc đã xấu. Nếu mà nó ăn cắp về cho bà nó ăn và nó đói quá, bà nó ốm ở nhà mà nó không có tiền thì nó đi ăn cắp cái bánh mì về cho bà thì bản chất nó là tốt. Nhưng nếu một đứa trẻ đi ăn cắp cái bánh mì để giày xéo lên thì nó là xấu. Vậy thì mọi cái hiện tượng mà mình nhìn thấy là mình không nhìn thấy cái nhất thể bên trong, cho nên dẫn tới mình hay chấp vào hiện tượng, mình phán xét. Hay là thấy một người đi lên sân khấu mà họ không cài cái áo vest vào, thằng này mất lịch sự, thì những cái người đấy họ chỉ chấp vào những cái thứ, mấy cái hành vi vớ vẩn thôi. Thì cái trường hợp ấy nhiều lắm. Và chỉ cần nghe người ta phán xét một người thôi là mình biết ngay là tầng bậc trình độ người ta ở đâu. Ví dụ rất nhiều anh là chỉ cần nhìn thấy một người nói chuyện hay bảo đấy là đa cấp. Hỏi thế nào mà đa cấp thì không biết, họ đâu có biết bản chất đâu. Tôi lấy ví dụ như thế. Rồi ạ, cảm ơn câu hỏi của bạn, câu hỏi cực kỳ hay. Và nếu bạn đi tìm được cái đích đến cuối cùng và bạn link các sự việc này với nhau, nó trở thành một triết lý, thì bây giờ là bạn không phải nhớ cái gì rồi. Cảm ơn bạn. Liên hệ ngay Học viện CEO miền Nam, hotline 0842 424466, website ceohcm.edu.vn, fanpage Học viện CEO miền Nam, địa chỉ tòa nhà Work Labs, số 6 đường Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.